Thưa quý vị, sau hơn 2 tuần, nhiều cổ phiếu đã hồi phục mạnh, giúp tài sản các tỷ phú đô la Mỹ của Việt Nam gia tăng trở lại. Ngày 29 tháng 11 năm 2022, cổ phiếu HPG của tập đoàn Hòa Phát giao dịch trong sắc xanh và có lúc tăng trần hết biên độ lên 17.450 đồng. Ở mức giá này, HPG đã tăng gần 40% so với giá thấp nhất vào ngày 10 tháng 11 vừa qua. Nhờ vậy, tài sản của tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Phát, đã tăng mạnh trở lại lên 1,4 tỷ đô la Mỹ, cộng thêm hơn 460 triệu đô la Mỹ so với ngày 10 tháng 11. Và như vậy, vua thép Trần Đình Long cũng đã quay trở lại trong danh sách tỷ phú đô la Mỹ do Forbes bình chọn. Tương tự, so với ngày 10 tháng 11, tài sản nhiều tỷ phú khác cũng tăng mạnh trong hơn 2 tuần qua. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng của tập đoàn Vingroup hiện được Forbes ghi nhận có tài sản đạt 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 800 triệu đô la Mỹ. Nhóm các cổ phiếu có liên quan Vingroup như là VIC cũng tăng 31% từ 53.000 đồng lên 69.400 đồng. VHM tăng gần 21% từ 43.950 đồng lên 53.100 đồng. Hay VRE cũng tăng 23% trong thời gian trên, từ 24.800 đồng lên 30.500 đồng. Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank, hiện có tài sản trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 200 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang có tài sản trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 100 triệu đô la Mỹ, và tài sản ông Trần Bá Dương vẫn duy trì ở mức 1,4 tỷ đô la Mỹ. Riêng tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo của hãng hàng không Vietjet có tài sản 2 tỷ đô la Mỹ, đứng yên sau hơn 2 tuần khi cổ phiếu VJC hầu như đi ngang từ 100.000 đồng lên 102.800 đồng. Và HDB của Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng nhẹ từ 14.600 đồng lên 15.450 đồng. Trong khi đó, với 17 phiên giảm sàn liên tục của cổ phiếu NVL trước đó, và dù phiên 29 tháng 11 mã này tăng trần trở lại, nhưng tài sản tỷ phú Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch tập đoàn Nova Group, vẫn giảm sâu dưới 1 tỷ đô la Mỹ, chưa thể trở lại danh sách những người giàu nhất hành tinh do Forbes bình chọn. Tính đến ngày 11 tháng 11, tài sản của ông Bùi Thành Nhơn chỉ còn 978,2 triệu đô la Mỹ, giảm gần 2 tỷ đô la Mỹ so với đầu tháng 4. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.